Vâng, kính thưa quý vị, theo kênh truyền hình NHK của Nhật Bản thì sàn CoinJack, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất của Nhật Bản chiều thứ Sáu vừa qua, đã bị tin tặc tấn công và đánh cắp số tiền ảo trị giá lên tới 58 tỷ yên, tức là hơn 530 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ tấn công mạng lấy cắp tiền ảo lớn nhất từ trước cho tới nay. Thông tin ban đầu cho biết vụ tấn công mạng này diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương, khiến cho 260.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Đại diện của sàn CoinJack ngày hôm qua chính thức lên tiếng sẽ hoàn trả lại khoảng 400 triệu đô la Mỹ cho các khách hàng bị đánh cắp tài khoản liên quan tới đồng tiền ảo có tên là NEM trên ví nóng bảo mật. NEM là đồng tiền số lớn thứ 10 thế giới xét về giá trị thị trường. Ngay sau thông tin bị tin tặc đánh cắp thì giá trị của đồng tiền ảo này đã giảm khoảng 20%. Hiện sàn CoinJack đã chặn tất cả các hoạt động rút tiền ảo, đồng thời ngừng giao dịch tất cả các loại tiền kỹ thuật số trừ Bitcoin. Hiện một phần dịch vụ của chúng tôi vẫn tiếp tục được ngừng giao dịch. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã đổ khoảng 2 triệu yên, tức hơn 18.000 đô la Mỹ đầu tư tài sản này. Giờ không thể rút ra, không làm được gì hết. Chỉ trong nháy mắt, giá trị của số tiền ảo tôi nắm giữ đã giảm tới 40.000 yên. Mọi chuyện bây giờ là xem nó cứ lao dốc thế thôi. Tôi đã thực sự sốc, thật khó còn tin tưởng vào tiền ảo, sẽ chẳng ai còn dám đầu tư nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao có thể lấy lại tiền về. Mà bên cạnh những hoang mang, những lo lắng thì nhiều nhà đầu tư lúc này cũng đặt ra câu hỏi là vụ tấn công mạng vào sàn CoinJack này có phải là MTGox thứ hai tại Nhật Bản hay là không? Khi mà trước đó thì sàn MTGox, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới đặt tại Tokyo, đã tuyên bố bị sập vào năm 2014. 850.000 đồng Bitcoin đã biến mất với giá trị khoảng 480 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó. Và một thông tin rất đáng chú ý đó là sàn CoinJack đã không đăng ký kinh doanh với cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản, nơi chịu trách nhiệm cho hoạt động mua bán trên các nền tảng trao đổi tiền số ở đất nước mặt trời mọc. Hiện thì Nhật Bản là một trung tâm giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, và nước này hồi tháng 4 năm ngoái cũng đã công nhận tính hợp pháp của các đồng tiền kỹ thuật số này.